Phẩm Con đường đến bờ bên kia. Một La Mã. Bài kệ mở đầu. Từ thành phố đẹp đẽ của các cô Sa La, có vị bà La Môn thông đạt các chú thuật, hướng tầm vô sở hữu, hướng phía nam bước tới, trong nước Asaka, gần xứ Alaka, vị ấy sống trên bờ sông Godavara, nuôi sống bằng trái cây, bằng đồ ăn lượm giặt. Gần chỗ vị ấy ở, có làng đất rộng rãi, với tài sản thâu thập, tổ chức tế đàn lớn. Đại tế đàn lễ xong, vị ấy trở về am, trong khi bước vào am, một phạm chí khác đến. Chân sưng húp run rẩy, đầy bùn đầu lắm bụi, người ấy bước đến gần, và xin 500 tiền. Sau khi thấy vị ấy, Bavari mời ngồi, hỏi thăm thiện an lạc, rồi nói lời như sau. Bavari: những gì tôi cho được, tôi đã cho tất cả, phạm chí hãy tin tôi không có 500. Phạm chí: nếu điều ta xin ông, tôn giả không đáp ứng, sau 7 ngày đầu ông sẽ bị dở 7 mảnh. Sau khi làm chú thuật, kẻ mang trá tuyên bố những lời nói đáng sợ. Nghe những lời nói ấy, phạm chí Bavari cảm thấy lòng đau khổ. Gầy ốm không uống ăn, bị tên sầu muộn đâm, với tâm tư như vậy, ý khó vui trong thiền. Thấy lo sợ buồn khổ, một thiên nhân đi đến, muốn bạn được hạnh phúc, nói với Bavari. Thiên nhân: kẻ mang trá muốn tiền, không rõ biết về đâu, về đầu đánh bể đầu, trí ấy nó không có. Bavari: này bạn, nếu bạn biết, hãy nói câu hỏi tôi, về đầu đánh bể đầu, chúng tôi nghe lời người. Thiên nhân: tôi không biết việc này, trí này tôi không có, về đầu đánh bể đầu, bậc chiến thắng thấy được. Bavari: vậy ai có thể biết, trên quả đất tròn này, về đầu đánh bể đầu, thiên nhân nói tôi biết. Thiên nhân: từ thành Kapila, bậc lãnh đạo thế giới, xuất hiện ra ở đời, là con cháu hậu duệ của vua Okaka, thích tử chiếu hào quang. Vị ấy chánh đẳng giác, hỡi này bà La Môn đã đi đến bờ kia, đối với tất cả pháp, đạt được cả sức mạnh của tất cả thắng trí, bậc có mặt thấy được trong tất cả các pháp, đạt được sự diệt tận của tất cả các pháp, được giải thoát diệt tận đối với các sanh y. Bậc giác ngộ Thế Tôn, bậc có mắt thuyết pháp, hãy đến hỏi vị ấy sẽ trả lời. Nghe tiếng chánh đẳng giác, Bavari phấn khởi, sầu muộn được giảm bớt, được hoan hỷ rộng lớn. Vị Bavari ấy hoan hỷ và phấn khởi, cảm thấy lòng cảm động, hỏi vị thiên nhân ấy. Bavari: ở tại thôn làng nào, ở tại thị trấn nào, ở tại quốc độ nào, lãnh đạo thế giới trú, tại đấy tôi sẽ đi, đảnh lễ bậc giác ngộ, bậc vô thượng loài người. Ở tại Savatthi, trong thành Kosala, bậc chiến thắng an trú, với trí tuệ rộng lớn, với hiểu biết thù thắng, rộng rãi và cùng khắp. Vị ấy là thích tử, không gánh nặng vô lậu, bậc ngưu dương loài người, biết rõ về đỉnh đầu, biết rõ đánh dở đầu. Rồi vị bà La Môn cho gọi các đệ tử, là những vị thông đạt, về bùa chú kệ tụng. Bavari: hãy đến các thanh niên, ta sẽ nói, hãy nghe những lời ta nói lên, vị ấy rất khó gặp, rất hiếm hiện ở đời, nay sanh ra ở đời, được danh bậc chánh giác, hãy đi gấp xá về, thấy được bậc vô thượng. Các đệ tử: kính thưa bà La Môn, thế nào chúng con biết, sau khi thấy vị ấy, biết vị ấy là Phật, chúng con chưa được biết, hãy nói chúng con biết. Bavari: trong những kệ bùa chú được truyền lại đến nay, có nói đến tướng tốt của một bậc đại nhân,
có nói 32 trọn đủ được liên tục. Ai có trên tay chân đủ tướng đại nhân ấy, chỉ có hai sanh thú, không có cái thứ ba. Nếu trú tại gia đình, chinh phục quả đất này, không dùng trượng dùng kiếm, giáo hóa đúng chánh pháp. Nếu vị ấy xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, rộng mở màn vô minh, vị ấy được trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, bậc ứng cúng vô thượng. Với tâm ý hãy hỏi, sanh tánh tướng của ta, kệ chú đệ tử ta, về đầu đánh bể đầu. Nếu vị ấy là Phật, thấy rõ không che kính, với lời vị ấy đáp, các câu hỏi bởi ý. Nghe lời Bavari, 16 người đệ tử, tất cả là Phạm Chí, tên là Asita, Tissameteya, Punaka, Meku, cùng với Dotaka và Upasiva, Nanda, Hemaka, Todeya, Kappa, với Jatukani là bậc danh hiền trí. Và Bhatravuda cùng với Udaya, Phạm Chí Pusala và Mogaraya là bậc có trí tuệ, cùng với Pingiya là vị đại ẩn sĩ. Tất cả những vị ấy, mỗi người có đồ chúng, có danh xưng ở đời, tu thiền ưa thiền định, bậc có trí sáng suốt, mang theo những dấu tích đời sống trước của mình. Đảnh lễ Bavari, thân phía hữu hướng ngài, tất cả đều bệnh tóc, mặc áo vải da thú, mặt hướng về phía bắc, tất cả chúng ra đi. Trước hết họ đi ngang đến Patithana của xứ Alaka, rồi Mahisati tiếp đến Usheni và đến Gonadang, tiếp đến Vetisan Vanasahayan, đi đến Kosambi, đi đến Saketa, rồi đến Savatthi là thành phố tối thượng. Kế đến Setavyam, Kapilavastu, rồi đến tòa lâu đài tên Kusinara, rồi đi đến Pava và thành phố Boga, tiếp đến Vesali, thành phố Magadha, rồi Pasenaka, ngôi điện đẹp khả ái. Như người khát nước mát, như người buông lợi lớn, như nóng bức bóng mát, họ gấp leo ngọn núi. Thế Tôn trong lúc ấy dẫn đầu chúng tỳ kheo, ngài đang thuyết chánh pháp cho các vị tỳ kheo, giống như con sư tử róng tiếng róng trong rừng. Asita thấy Phật như mặt trời vàng chói, như mặt trăng ngày rằm được tròn đầy viên mãn, và thấy tay chân người, và thấy tay chân ngài đầy đủ các tướng tốt, hoan hỷ đứng một bên hỏi câu hỏi tâm ý. Asita, hãy nói về thọ sanh, nói dòng họ các tướng, về tối thượng kệ chú, Phạm Chí đọc bao nhiêu? Thế Tôn, tuổi thọ 120, dòng họ Bavari, trên tay chân ba tướng, thông đạt ba vệ đà. Về tướng và truyền thuyết, về tự dựng lễ nghi, tụng đọc được 500, đạt tối thượng diệu pháp. Asita, bậc vô thượng đoạn ái, hãy nói lên tường tận các tướng Bavari, để chúng con không nghi. Thế Tôn, lưỡi che kín mặt mày, giữa hàng mi lông trắng, có da bọc âm tàn, hãy biết vậy, thanh niên. Không nghe câu hỏi gì, chỉ nghe câu trả lời, quần chúng rất ngạc nhiên, chắp tay tự suy nghĩ. Dân chúng, Thiên Phạm Thiên Đế Thích hay Susampati, ai với ý hỏi ngài, xin nói cho được biết. Asita, Bavari tìm hỏi, về đầu đánh bể đầu. Thế Tôn hãy trả lời, đoạn nghi hoặc chúng con, ôi thưa bậc tiên nhân. Thế Tôn, vô minh là đỉnh đầu, hãy hiểu biết như vậy. Minh là đánh bể đầu, liên hệ dục tinh tấn, với lòng tin chánh niệm, liên hệ với thiền định. Với cảm thọ lớn mạnh, thanh niên tự chế ngự, đắp áo da một bên, với đầu đảnh lễ chân. Asita, Phạm Chí Bavari, cùng đệ tử thưa ngài, tâm phấn khởi đẹp ý, lễ chân bậc có mắt. Thế Tôn, Phạm Chí Bavari, hãy sống được an lạc, cùng với các đệ tử,
mong ông sống an lạc, thọ mạng được lâu dài, hỡi này kẻ thanh niên. Bavari và ông có mọi nghi ngờ gì, cơ hội đến hãy hỏi, tùy theo ý ông muốn. Được bậc chánh đẳng giác cho cơ hội tốt đẹp, Asita liền ngồi, chắp tay hỏi Như Lai, hỏi câu hỏi thứ nhất, chính ngay tại chỗ ấy. Kệ mở đầu đã xong. Hai La Mã. Câu hỏi của thanh niên Asita. Asita. Tôn giả Asita, do gì đời bị che, do gì không chói sáng, hãy nói lên cái gì làm uế nhiễm cuộc đời, cái gì sợ hãi lớn. Thế Tôn liền đáp lại, đời bị vô minh che, do san tham phóng dật, đời không được chói sáng, ta nói do mong cầu, nên đời bị uế nhiễm, chính là sự đau khổ, nên có sợ hãi lớn. Tôn giả Asita, mọi nơi dòng nước chảy, cái gì ngăn dòng nước, hãy nói lên cái gì, chế ngự được dòng nước, cái gì đóng dòng nước. Thế Tôn liền đáp lại, hỡi này Asita, các dòng nước ở đời, chánh niệm ngăn chặn lại, chánh niệm được ta gọi, chế ngự các dòng nước, và chính do trí tuệ đóng lại các dòng nước. Tôn giả Asita, trí tuệ và chánh niệm cùng với danh và sắc, kính thưa bậc tôn giả, hãy nói điều con hỏi, từ đâu chúng bị diệt? Thế Tôn, câu hỏi gì ông hỏi, hỡi này Asita, ta sẽ đáp cho ông, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt hoàn toàn, không còn lại dư tàn, chính do đoạn diệt thức, danh sắc được đoạn diệt. Asita, những ai biết tư sát, các pháp thuộc hữu chi, cùng với bậc hữu học, và phàm phu ở đời, được hỏi ngài hãy nói, về nếp sống của họ, bậc thận trọng sáng suốt, hãy nói lên thưa ngài. Thế Tôn, chớ tham đắm các dục, giữ tâm tư an tịnh, thiện xảo trong các pháp, tỳ kheo giữ chánh niệm, sống đời sống xuất gia. Ba La Mã. Các câu hỏi của thanh niên Tissametmeya. Tissametmeya, ai thỏa mãn ở đời, với ai không dao động, ai thắng tri hai biên, ở giữa không dính líu, ai ngài gọi đại nhân, ở đời ai vượt khỏi, theo dệt các ái nhiễm. Thế Tôn. Thế Tôn liền đáp rằng, hỡi này Metteya, giữa dục sống phạm hạnh, không ái luôn chánh niệm, tỳ kheo lặng tính toán, an tịnh không dao động. Ai thắng trí hai biên, chặn giữa nhờ suy tư, không dính líu bị nhiễm, ta gọi là đại nhân. Vị ấy ở đời này, vượt khỏi sự theo dệt, các ái nhiễm tham muốn. Bốn La Mã. Câu hỏi của thanh niên Punaka. Tôn giả Punaka, với ai không dao động, thấy rõ được cội gốc, con đến với câu hỏi liên hệ đến mục đích. Bậc ẩn sĩ loài người, sát đế ly phạm chí, do họ y chỉ gì, tế đàn cho chư thiên, đã tổ chức rộng lớn, con hỏi bậc Thế Tôn, hãy trả lời cho con. Thế Tôn bèn đáp rằng, hỡi này Punaka, bậc ẩn sĩ loài người, sát đế ly phạm chí, đã tổ chức rộng lớn, tế đàn cho chư thiên. Khi họ thành già yếu, họ tổ chức tế đàn, vì rằng họ hy vọng được sanh ở đời này, hỡi này Punaka. Tôn giả Punaka, bậc ẩn sĩ loài người, sát đế ly phạm chí, đã tổ chức rộng lớn, tế đàn cho chư thiên. Thế Tôn nghĩ thế nào, họ không có phóng dật, trên con đường tế đàn, họ vượt qua già chết được hay không thưa ngài, con hỏi Đức Thế Tôn, con mong ngài trả lời. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Punaka, họ hy vọng tán thán, họ cầu nguyện cúng lễ, họ cầu nguyện các dục, do duyên vì lợi dưỡng, chuyên tâm lo tế đàn, ưa thích tham sanh hữu, họ không vượt già chết,
ta nói lên như vậy. Tôn giả Punaka, nếu chúng chuyên tế đàn nhưng không thể vượt qua và chết với tế đàn, thời ai sống ở đời trong thế giới nhân thiên đã vượt qua và chết, ai được vậy thưa ngài? Con hỏi Đức Thế Tôn, ngài trả lời cho con. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Punaka, ai tính toán cao thấp, ước lượng vậy ở đời, ai không bị dao động, bất cứ đâu ở đời, an tịnh không phun khói, không phiền não không cầu, vị ấy vượt và chết, ta nói lên như vậy. Năm La Mã, câu hỏi của thanh niên Metagu. Tôn giả Metagu, con xin hỏi Thế Tôn, mong Thế Tôn trả lời, vấn đề con đã hỏi, con nghĩ ngài hiền trí, tự ngã đã tu tập, từ đâu ở trong đời, đau khổ này khởi lên với nhiều loại như vậy? Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Metagu, ông hỏi ta vấn đề sanh khởi của khổ đau. Ta sẽ nói cho ông, như ta đã được biết, chính do duyên sanh y nên khổ được khởi lên, với nhiều loại như vậy, khác biệt ở trong đời. Những ai vì vô minh, tác thành các sanh y, kẻ ngu tạo đau khổ, tiếp tục được sanh khởi. Do vậy kẻ hiểu biết, không nên tạo sanh y, vì thấy sự sanh khởi của sanh và đau khổ. Metagu, điều chúng con đã hỏi, ngài đã đáp chúng rồi, nay xin hỏi câu khác, mong ngài giải đáp cho. Thế nào bậc hiền trí, vượt khỏi dòng nước mạnh, vượt khỏi sanh và già, cùng sầu muộn than khóc? Mong rằng bậc ẩn sĩ hãy khéo trả lời con, đúng như ngài đã biết, pháp nhĩ là như vậy. Thế Tôn trả lời rằng, hỡi này Metagu, ta sẽ nói cho ông, pháp thiết thực hiện tại, không do trao truyền lại, sau khi biết pháp ấy, vị ấy sống chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Metagu, thưa bậc đại ẩn sĩ, con hết sức hoan hỷ, chánh pháp vô thượng ấy, sau khi biết pháp ấy, sống gìn giữ chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Thế Tôn đáp lại rằng, hỡi này Metagu, phàm ông rõ biết gì, trên dưới, ngang, ở giữa, hãy từ bỏ hoan hỷ, hãy từ bỏ trú xứ, chớ để cho ý thức an trú trên sanh hữu. An trú vậy, chánh niệm, tỳ kheo không phóng dật sau khi bỏ sở hành, đưa đến ngã sở hữu. Đối với sanh và già, sầu muộn và than khóc, ở đây biết được vậy, hãy từ bỏ đau khổ. Metagu, con cảm thấy hoan hỷ, lời nói bậc đại sĩ, đoạn tận được sanh y, được ngài khéo tuyên thuyết, chắc chắn Đức Thế Tôn đã đoạn tận đau khổ, vì pháp này được ngài rõ biết là như vậy. Những vị ấy hãy đoạn, hãy từ bỏ khổ đau, những người ấy được ngài thường thường dạy giáo hóa. Con xin đảnh lễ ngài, hãy đến bậc Long Tượng, mong Thế Tôn thường hằng giáo hóa dạy dỗ con. Thế Tôn, vị Bà La Môn nào được thắng tri có trí, không có sở hữu gì, không ái luyến dục hữu, chắc chắn vị như vậy, vượt qua bọc lưu này, đã đến được bờ kia, không cứng cỏi, không nghi. Người ấy sau khi biết, thông suốt được thánh điển, không dính ái triền này, về hữu và phi hữu, vị ấy ly tham ái, không phiền lụy không cầu, ta nói rằng vị ấy đã vượt khỏi sanh già. Sáu La Mã, câu hỏi của thanh niên Dotaka. Tôn giả Dotaka, con xin hỏi Thế Tôn, mong ngài trả lời cho, con chờ đợi lời ngài. Kính thưa bậc đại sĩ, nghe lời ngài tuyên bố, chúng con sẽ tự mình học tập giới Niết Bàn. Thế Tôn đáp lại rằng, hỡi này Dotaka, ở đây ông nhiệt tâm, sáng suốt và chánh niệm, từ đây nghe tuyên bố, tự học tập Niết Bàn. Dotaka, con thấy ở thế giới, chư thiên và loài người, sở hành của phạm chí, không một gì sở hữu. Con đảnh lễ chính ngài, bậc có mắt cùng khắp,
kính thưa bậc Thích Tử, hãy giải thoát cho con tất cả mọi nghi ngờ. Thế Tôn: Hỡi này Dotaka, ta sẽ không đi đến giải thoát cho một ai có nghi ngờ ở đời. Khi pháp được ông biết là tối thượng tối thắng, như vậy ông vượt khỏi dòng nước chảy mạnh này. Dotaka: Hãy giáo hóa từ mẫn, ôi bậc đại phạm thiên, để con được rõ biết pháp diễn ly vô thượng. Như vậy con sẽ sống như trời không áp bức, sở hành ở đời này an tịnh và độc lập. Thế Tôn liền nói rằng: Hỡi này Dotaka, ta sẽ giảng cho ông pháp tịch tịnh hiện tại, không do xưa truyền lại. Sau khi biết pháp này, hãy sống giữa chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Dotaka: Con cảm thấy hoan hỷ, pháp bậc đại sĩ giảng, pháp tịch tịnh vô thượng. Sau khi biết pháp này, con sẽ sống chánh niệm, vượt tham ái ở đời. Thế Tôn lời đáp lại: Hỡi này Dotaka, phàm ông rõ biết gì, cao, thấp, ngang, chặn giữa, sau khi được rõ biết tham ái này ở đời, chớ tạo nên khác ái, giới hữu và phi hữu. Bảy La Mã. Câu hỏi của thanh niên Upasiva. Tôn giả Upasiva: Kính thưa bậc Thích Tử, một mình không y chỉ, con không thể vượt khỏi dòng nước lớn mạnh này. Kính thưa bậc Biến Nhãn, hãy nói cho sở duyên, y chỉ sở duyên này, có thể vượt qua khỏi dòng nước chảy mạnh này. Đây lời dạy Thế Tôn: Này Upasiva, biết gìn giữ chánh niệm, không mong đợi vật gì. Ông sẽ vượt bộc lưu, nương tựa, không có gì. Ngày đêm ngươi nhận thấy, đoạn dục ly nghi ngờ, ái diệt là niết bàn. Upasiva nói: Ai là người ly tham, đối với tất cả dục, y chỉ không có gì, từ bỏ mọi gì khác, được giải thoát hoàn toàn